Sách Ruter, chương 1 Trong đời các quan sát, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngủ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Maglon và Kilion, đều là dân Ephraim về Bethlehem trong xứ Juda đến xứ Moab chúng bèn ở tại đó Elimelech chồng của Naomi qua đời để nàng lại với hai con trai mình chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab người này tên là Ọt Ba người kia tên là Ruter họ ở tại đó độ 10 năm kế sau Mạc Lôn và Kilion cũng thác để Naomi ở lại không chồng không con Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho. Bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Mô-áp trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ giu Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng: "Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con" như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao hỡi hai con gái ta hãy trở về đi đi mẹ già quá mà lấy chồng nữa lại dẫu bây giờ mẹ nói ta có lòng trông mong từ chiều nay ta sẽ có chồng dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao không hỡi chúng con nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã dơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khắp. Đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Naomi nói cùng Ruter rằng, Này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ruter thưa rằng, Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ. Vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chuông nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Vậy, hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: "Ấy có phải Naomi chăng?" Người đáp: "Chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara." vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra, được đầy dễ, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem, nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Chương 2 Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu về họ hàng Elimelech, tên người là bo -o. Ruter, người Moab, thưa cùng Naomi rằng, Xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót giá lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp, hỡi con, hãy đi đi. Vậy, Ruter đi theo sau các con gạc mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của bô -ô về họ hàng Elimelech. Và này bô -ô ở Bethlehem đến, nói cùng các con gạc rằng, Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúng đáp, Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Đoạn bô ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng người gái trẻ này là con của ai người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng ấy là người gái trẻ mô áp ở từ xứ mô áp trở về cùng naomi nàng có nói cùng chúng tôi rằng xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Bô ô nói cùng Ruter rằng, Hỡi con gái ta, hãy nghe. Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta, xem người ta gạt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Ruter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng, Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đổi ông đói xem tôi vốn là một người ngoại bang. Bồ đáp, Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sinh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Nàng thưa rằng, hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa. Trong bữa ăn, bô ô lại nói cùng nàng rằng, hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gạc. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót. Bô-ô truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng, hãy để cho nàng mót, giấu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài vé trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. Vậy, Ruter mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một e pha lúa mạch nàng vác đem trở vào trong thành. Bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ruter truốt phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Bà gia nói, Ngày nay, con có mót ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con. Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói, Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay tên là bo -ô. Naomi đáp cùng dâu mình rằng, Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. Ruter, người Moab tiếp rằng, Người cũng có nói cùng tôi rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gạt naomi nói cùng Ruter, dâu mình rằng hỡi con gái ta lấy làm phả cho con đi với các tớ gái người chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác vậy nàng ở cùng các tớ gái của bô ô đặng mót cho đến hết mùa gạt lúa mạch và mùa gạt lúa mì nàng ở nhà của bà gia mình Chương ba, Naomi, bà Gia Ruter, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay người phải đi sải lúa mạch, nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều Mẹ chồng mình đã dặn. Khi Bo ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dỡ mền dưới chân người rồi nằm xuống. Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi, nghiêng mình qua. Kìa, thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. Bô-ô hỏi ngươi là ai? Nàng đáp, tôi là Ruter, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi người nói hỡi con gái ta nguyễn đức giê hô va ban phước cho con việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước vì con chẳng có theo những gã trai trẻ vô luận nghèo hay giàu vậy bây giờ hỡi con gái ta chớ sợ chi ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức bây giờ điều đó quả thật ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. hãy ở đêm lại đi. đến sáng nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại thì người buộc phải làm. còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì ta chỉ đức giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. hãy ở lại ngủ đi cho đến sáng. Vậy, nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm, trước khi hai người có thể nhìn biết nhau, vì bô ô nói rằng, chứa cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói, hãy dơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn dơ ra, người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi. Đoạn người trở vào thành. Ruter trở về nhà bà gia mình. Người hỏi, có phải con gái ta chăng? Ruter thuộc cho người mọi điều bô ô đã làm cho mình. Rồi tiếp rằng, người có cho tôi sáu đấu lúa mạch này mà rằng nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không. Naomi nói rằng, hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào. Vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Chương 4 Bô ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ, người có quyền chuột sản nghiệp mà bô ô đã nói đến vừa đi qua. Bô ô bèn nói rằng, hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bô ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng, các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi đoạn bo ô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng naomi ở moab trở về rao bán miếng đất của elimelech anh chúng ta tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi xin hãy mua sản nghiệp đó đi nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi người đáp tôi sẽ chuộc bô ô lại nói khi mua ruộng bởi tay naomi anh cũng phải mua luôn bởi ruter người mô áp vợ của kẻ chết để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người người có quyền chuộc lại đáp rằng nếu vậy tôi không chuộc lại được e phải hủy hoại sản nghiệp của mình xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Và xưa trong Israel, khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người này phải cổi dài mình mà trao cho người kia. Nơi Israel, ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng bố ô rằng, anh hãy chuộc sản nghiệp đó rồi người cởi dài mình ra. Bây giờ bố ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng, Ngày nay, các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc Lôn, và cũng lấy router người mô áp vợ của Mạc Lôn làm vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người, hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Ngày nay, các ông làm chứng về điều đó. cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng chúng tôi làm chứng điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chiên và Lê-a là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Éph-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho nhà ngươi giống như nhà của Phares mà Tha-ma đã sinh cho Juda. Như vậy, Bo-ô lấy Ruter làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sinh một con trai. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà vì ấy là dâu bà, vẫn thương bà, đã sinh nó cho bà, nàng quý cho bà hơn bảy con trai. Naomi, bồng đứa trẻ, để vào lòng mình và nuôi nó. Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed, mà rằng, một đứa trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David này là dòng dõi của Phares. Phares sinh Hezron, Hezron sinh Ram. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Na-ha-sôn. sinh Nahason San-môn. San-môn sinh bo Boo bo sinh Obed, Obed sinh Isai và isai sai sinh đa